Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Nam Thái TV. Và nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về du lịch của Phuket, cụ thể hơn chính xác là trung tâm của thị trấn Phuket, thì video này chính xác là dành cho bạn. Và trong video này thì vợ chồng mình sẽ đưa các bạn đến 4 địa điểm. Địa điểm thứ nhất, chúng ta sẽ cùng dạo quanh phố cổ. Tiếp sau đó thì chúng ta sẽ khám phá quán cà phê chó với rất nhiều những chú chó đẹp. Sau đó mình sẽ đưa các bạn đến hai quán ăn nổi tiếng nhất của Phuket, nơi mà có những cái món ăn đặc sản và chỉ có ở vùng đất này thôi. Khi ăn thì buổi chiều chúng ta sẽ cùng đến với lại điểm ngắm cảnh ở trên một ngọn đồi có rất là nhiều khỉ. Vẫn chưa hết, ở cuối video mình sẽ còn chia sẻ với các bạn một cái nhà nghỉ. Chính xác nó là một căn hộ chung cư, nơi mà các bạn có thể có cả bếp, có tủ lạnh và sống như một gia đình với một cái giá hết sức tuyệt vời. Đó. Bây giờ thì mời các bạn cùng vợ chồng mình chúng ta sẽ cùng khám phá xem ở Phuket nó như thế nào, có xứng đáng để các bạn đến và khám phá hay không nhá. Bây giờ thì mời các bạn cùng vợ chồng mình chúng ta sẽ cùng đến với Phuket. Let's go. Thực sự các bạn có thể thấy là ở khu vực này nó khá giống với lại phố cổ Hội An của Việt Nam ta. Có các cửa hàng may mặc, rất là nhiều cửa hàng may mặc, rất là nhiều đồ ăn, rất là nhiều. Nó chóm lại là một cái khu chợ, nó giống khá là giống với Hội An, nó chỉ khác là nó không thiếu một con sông thôi. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We dream. Mình thử ra một cốc anh. Ừ, anh cho sữa này. Uống thử không? À, các vị này, 24 tầm 19 với 24 này. Trong này có cà phê chó. Đâu? We come alive in the night time. Something about how we dance in the moonlight that look in your eyes and tells me that you want me and all my loving. We come alive in the night time. You and I, we come alive. We come alive. We come alive. Các em chó đây sống trong điều hòa, sống trong lụa các bạn. Và vé một người là 150 cho 3 mình. 150 đấy, thì thêm nửa tiếng có 50 bạn thôi. Để chờ các em ấy. Lôi cổ đi, lôi cổ, lôi cổ. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. Oh, 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 we come alive. We come alive. Oh, 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 we come alive. Chiều. Đâu, đi ở đây. Bên kia cũng bảo 1 tiếng, bên này cũng bảo 1 tiếng. Bên nào chưa? Bên sẵn 2 con cá. Hiện tại thì vợ chồng mình đang ở quán Raya các bạn ạ. Quán này thì nó quá đông khách đi. Nó phải chờ tận 3 giờ mới có bàn đấy các bạn. Rất là chờ rất là lâu. Chờ suốt từ 12 giờ đến 3 giờ có bàn. Và bên dưới kia vẫn còn rất là nhiều người đang xếp hàng nữa. Ăn xong ở đây thì mình sẽ đưa các bạn quay lại quán ở bên kia. Quán bên kia thì mình có đặt số rồi nhưng mà có khi quay lại đã qua rồi. Thì món ở đây có 10 món đặc trưng. Món đầu tiên là món bún cua, tức là bún với thịt cua. Các bạn, đây là món ăn mình đang ở đây.
Đây là thịt cua. Mình sẽ thả cái này vào đây. Cái vị nó hơi cay các bạn. Khá là béo. Ui, bát gì đó. Văng tre vậy. Canh chua tôm đó. Đấy, ngoài ra là mình còn bát canh chua tôm nữa. Lát nữa sẽ giới thiệu các bạn sau nhé. Nhìn ngon không? Bát lại bún xương bạc đấy. Bây giờ sẽ ăn thêm một miếng cua nữa xem. Cái nước này nó rất là ngậy. Rất là ngậy luôn. Rất đậm đặc. Trong này nó có nước cốt dừa, ít nước cốt dừa. Và rất là nhiều ớt các bạn. Nhưng mà nó hơi cay cay mà. Cái nước nó sệt sệt rồi. Mình sẽ cuốn lên cho các bạn nhìn. Nhìn nó giống kiểu rượu mận ấy. Cái thịt cua này là bóc ra không sót, không dính một bất kể một cái miếng, gọi là miếng vỏ nào. Nó còn nguyên luôn. Đấy, có rất là nhiều miếng như thế. Rất nhiều các bạn nhá. Đây là rất là nhiều luôn. Gần như là một cái lòng bát toàn là thịt cua luôn. Rất nhiều luôn. Đấy, đến đây nhớ phải ăn thử món này. Nhớ phải ăn thử, nó thực sự rất là ngon luôn. Thịt cua đó. Ở đây có nhiều cấp độ khách khác nhau. Các bạn bảo sao đông khách. Bây giờ sẽ thử xem món tiếp theo. Canh chua tôm. Đây có 5 con tôm. 5 con tôm khá là to. Và 4 cái miếng chả như thế này. Đây nó giống nhìn thì có vẻ nó giống miếng chả trứng lá ngải của mình ấy. Nhưng mà để ăn thử xem. Trong này nó có một cái loại rau gì đó nó rất đặc biệt các bạn. Cái vị của nó giống hơi một chút giống mùi rau rút của mình, hơi giống thôi nhá. Sẽ ăn thử một em tôm to bự xem nào. To quá, một miếng khoan hết rồi. Cái món này vợ mình gọi là vợ hắn gọi kiểu siêu cay các bạn. Nhưng mà cay quá. Mình ăn vào bị sốc. Đây là quán ăn mà một trong hai quán ăn đông nhất ở khu vực trung tâm thị trấn Phủ Kẹt. Đây quán nổi tiếng nhất. Quán này mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối thôi các bạn. 9 rưỡi là không nhận khách rồi. Nhận xét chung về quán này ấy, không gian đẹp và buổi tối đến đây các bạn chụp ảnh cực kỳ đẹp luôn. Còn chất lượng đồ ăn thì tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Cái bát cua nó nhiều thịt đến mức mà bây giờ mình vẫn chưa ăn hết các bạn. Mình vẫn chưa ăn hết, vẫn còn mà. Còn nguyên thịt luôn. Sau khi ăn xong đây thì mình sẽ đưa các bạn sang quán nổi tiếng thứ hai ở Phu Kẹt. Nó cũng cách đây khoảng độ 100m và nó ở ngay ngã tư này, chúng ta rẽ trái phát là đến luôn. Đây là quán mới đấy các bạn. Quán này nó tên là Wan Mot Chun. Ở quán này thì thực đơn khá là giống với bên Joya. Các bạn có thể thấy cái sự khác biệt là giá. Ở bên kia đây là món súp cua. Ở bên kia giá là 400-600, bên này là 370. Nói chung là giá bên này mình cảm thấy thực đơn nó khá là giống nhau. Và giá ở bên Mot Chun này thì rẻ hơn ở bên kia. Món salad. Salad miếng hải sản. Đây. Đây là cơm. Còn đây là món. Nó ít thịt hơn bên kia đúng không? Ít hơn nhiều. Rau lăng tăng này. Bác miền. Bác miền. Cái gì? Bác miền. Bác miền. Bác miền. Sản tôm. Nó hơi giống rau ngót đấy ạ. Xong nó còn ngọt ngọt đấy. Một ngọt như kiểu người ta cho mì chính. Rất giống rau ngót xào. Thực sự rất là giống rau ngót xào. Tôm khô và giòn tan. Salad miếng hải sản. Rất nhiều mực. Rất nhiều mực. Tôm. Mộc nhĩ để nguyên luôn. Cái nước sốt về nó là siêu chua luôn. Bây giờ đã sang so sánh món này với lại cái quán gì nhỉ? Quán kia là Roya 4 đó. Ở bên kia là 6 cục, còn bên này là 4. Bên kia là 6. Tức là về giá rẻ hơn nhưng mà số lượng này đã bị giảm đi rồi. Bây giờ xem số lượng thịt cua có giảm đi không? Đây là tất cả thịt cua ở trong bát này. Đây là tất cả. Ít hơn một chút so với bên kia. Bên kia tảng nó to hơn. Nên cảm giác nó nhiều hơn. Hương vị thì khá giống bên kia các bạn. Khá giống. Thì các bạn là giá giống nhau. Cái giá tiền nó giảm hơn bên kia một chút xíu, 30 bạt. Có lẽ là đổi lại là họ sẽ giảm một chút cái thịt cua ở trong này đi.
Bây giờ thì để cho Bít ăn đã, hẹn gặp lại các bạn sau nhé. Xin chào các bạn, và bây giờ thì vợ chồng mình sẽ chuẩn bị đưa các bạn lên một điểm ngắm cảnh khá là đẹp, đỉnh núi, và trên đó có rất nhiều khỉ các bạn ạ. Đây có rất nhiều khỉ các bạn ạ. Có rất nhiều khỉ và nó ở ngay cái bãi đỗ xe của khu ngắm cảnh này, không cần đi đâu xa cả. Tấn công kìa. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Con khỉ nó vừa tấn công các bạn ạ. Nó vừa tấn công. Và khi mà nó gọi đội thì chúng ta phải chạy thôi các bạn. Nó men. Khi mà bị khỉ tấn công là phải normal, right? Yeah, it's normal. It's like when you hit something and it's turning, like green, and then for the progress of the. Nó tấn công các bạn ơi các bạn. If it turns black. Ở đây có một điều là các bạn đến đây thì đừng có mang theo nước thức uống. Nếu các bạn cầm nước với cả đồ ăn là nó sẽ có thể nó sẽ tấn công các bạn. Và nếu mà khi mà nó tấn công các bạn thì tức là bạn đang cầm một chai nước hoặc là cầm một cái đồ ăn gì đấy và nó muốn cướp. Tốt nhất là không nên mang cái gì theo người cả thì sẽ an toàn nhất các bạn. Đấy, các bạn cẩn thận nhá. Khỉ bố, khỉ mẹ đang treo khỉ con rồi. Bên này có hai con khác. Ôi, các bạn ơi, nhìn thấy này. Đây là một đàn khỉ ra. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ đưa các bạn ra điểm ngắm cảnh ngoài kia, chỉ khoảng độ 50m thôi. Đi vào đi Ngọc. Ở trên này có một cái nhà hàng đấy các bạn. Nhà hàng này thì có thể các bạn có thể ngắm hoàng hôn và ăn uống ở trên này thì sẽ rất là ok, ngay ở trên đỉnh luôn. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, ủng hộ Mít này. Mít nó bị khỉ cắn vào chân này các bạn. Đi quay và bị khỉ cắn vào chân này các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ cho vợ chồng mình nhá. Đấy, bọn khỉ này nó đang chờ người nào mà đi qua mà có đồ đạc nó sẽ nhìn ngắm để nó cướp đấy các bạn. Nó đi ra xe để kiểm tra xem có ai có để quên đồ không đó. Đấy. Mở nắp đi. Đây là bữa sáng các bạn ạ. Wow, mà ngon quá. Mỗi người một à? Bạn thấy hôm nay mình sẽ ở một cái nơi đặc biệt. Đây là một cái chung cư các bạn. Một cái loại hình mà chung cư mà chúng ta sẽ ở theo dạng một kiểu của người dân người ta cho thuê ấy. Nếu các bạn tìm ở trên Agoda hay là Booking thì nó sẽ là có một sao màu hồng thì là nhà của người dân cho thuê. Và mình thấy ở trên đấy là 4 sao, tức là ở đây nó có đầy đủ như là phòng tập, bể bơi và cả ăn sáng nữa. Thì sáng mai sẽ xuống dưới nhà hàng ở phía trong ở phía sáng. Các bạn có thể thấy đây là khu vực tiếp đón khách. Nó sẽ mở ra và nó thiết kế bằng các cái thùng thú phi rất đặc biệt. Nhìn thấy cầu trượt này. Chúng ta sẽ ăn sáng ở phía trong kia, sáng mai sẽ sáng kia. Bây giờ thì lên phòng điện phòng xem như nào. Về chung cư. Chung cư này. Với các bạn, nó là một cái chung cư các bạn. Và phòng này rất là rẻ nhá, siêu rẻ. Gối và đệm. Chống đau lưng. Tâm lý thế nhở. Tivi. Ghế sofa. Nhìn cái thùng rác này. Két sắt. Áo ngủ. Giày dép. Có thể thấy đây là bữa sáng của vợ chồng mình. Đây là món món này thì gồm có, đây là riềng này, gừng, tôm, một ít rau. Còn ở đây nó có một ít hành khô, một quả trứng trần.
có nước cam miễn phí này, bánh mì nướng miễn phí này các bạn. Trong cái màu trắng, cái màu đỏ. Có thể gọi cho một cái con đồ. 500 bạc thôi, 500 bạc. 500 bạc nó có dùng với cả 350 thì gần 400 nghìn từ Việt Nam. Ra nó còn có một bể bơi ở bên trên nữa nhưng mà mình khá là lười lên. Hôm nay rất lười lên nhưng mà thôi, mình sẽ để cái ảnh của khách sạn đây cho các bạn xem về bể bơi. Đây là mình sang sáng và sẽ tiếp tục đưa các bạn đến dịch vụ cái thì đó. Năm sao có tên là gì? Amatara. Chúng ta sẽ còn 2 điểm ngắm cảnh và một quán cà phê tuyệt vời trong hành trình khám phá nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở khách sạn nhé. Và đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong tập này. Và tập sau thì vợ chồng mình sẽ chia sẻ tiếp một phần còn lại. Đó là phần một cái khu vực resort khác cũng ở Phuket. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang khám phá khu vực đảo Koh Phi Phi tuyệt đẹp nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Nam Thái TV.